Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Video Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em dòng âm ly cao cấp được rất nhiều tín đồ âm thanh chuyên dùng. Đó chính là em E3T X6009 này. Tích hợp main và mixer, âm thanh chuyên nghiệp. Anh em muốn mua cho mình một thiết bị xử lý âm thanh chuẩn hơn, hay hơn nhưng lại không biết mua ở đâu? Và anh em đang kinh doanh phòng hát karaoke, muốn thay thế chiếc âm ly cũ của mình bằng một chiếc âm ly kỹ thuật số hiện đại có nhiều tính năng và dễ dàng cân chỉnh hơn, hay dàn karaoke tại gia của mình đang cần một thiết bị để xử lý âm thanh nhưng mua main và mixer thì quá tốn kém, vậy mà còn chơi gì nữa mà không tậu nghe em E3T X6009 này về? Nào, hãy cùng mình khám phá tính năng nổi bật của em này nhé. Với công suất mạnh mẽ, âm thanh bắt tai, dù mình ngồi bất kỳ một vị trí nào trong phòng để có thể nghe tiếng âm thanh rõ và truyền cảm. Được tích hợp cả main và mixer, có khả năng xử lý và kiểm soát âm thanh cực nhạy và tinh tế, giúp anh em có thể chơi những dòng nhạc sôi động, mạnh mẽ, tạo cho mình cảm giác hào hứng. Với công nghệ khả năng chống hú hoàn hảo, định hướng sóng cho micro, loại bỏ các tình trạng nhiễu sóng, giúp âm ly kiểm soát âm thanh tốt ở cường độ hoạt động âm thanh cực lớn mà ra loa không bị rè hoặc bị vỡ tiếng. Hỗ trợ giọng phát yếu, tăng khả năng hút âm cho micro dù để micro ở xa miệng. Giá hiện tại của em âm ly cao cấp này là 12.900.000 đồng, được bảo hành tận 24 tháng. Và anh em ơi, có rất nhiều phần quà hấp dẫn mà Video dành tặng cho anh em đó, bao gồm dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, cẩm nang âm thanh Video trị giá 300.000 đồng, bộ micro KS-M9 trị giá 1.200.000 và chân đế micro trị giá 300.000 đồng, bộ chuyển Bluetooth AV trị giá 500.000 đồng, và Video giao hàng miễn phí tận nơi, hỗ trợ mua trả góp, hồ sơ cực kỳ nhanh, đổi trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm xảy ra lỗi do nhà sản xuất. Nhanh tay lên nào anh em ơi, chỉ còn 20 phần quà hấp dẫn dành cho anh em nào đặt hàng sớm nhất tại Video. Còn chần chờ gì nữa, hãy để lại số điện thoại bên dưới comment hoặc gọi ngay đến số hotline 0902 799 186 để được nhân viên hỗ trợ. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Video đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Video Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em dòng âm ly cao cấp được rất nhiều tín đồ âm thanh chuyên dùng. Đó chính là em E3T X6009 này. Tích hợp main và mixer, âm thanh chuyên nghiệp. Anh em muốn mua cho mình một thiết bị xử lý âm thanh chuẩn hơn, hay hơn nhưng lại không biết mua ở đâu? Và anh em đang kinh doanh phòng hát karaoke, muốn thay thế chiếc âm ly cũ của mình bằng một chiếc âm ly kỹ thuật số hiện đại có nhiều tính năng và dễ dàng cân chỉnh hơn, hay dàn karaoke tại gia của mình đang cần một thiết bị để xử lý âm thanh nhưng mua main và mixer thì quá tốn kém, vậy mà còn chơi gì nữa mà không tậu nghe em E3T X6009 này về? Nào, hãy cùng mình khám phá tính năng nổi bật của em này nhé. Với công suất mạnh mẽ, âm thanh bắt tai, dù mình ngồi bất kỳ một vị trí nào trong phòng để có thể nghe tiếng âm thanh rõ và truyền cảm. Được tích hợp cả main và mixer, có khả năng xử lý và kiểm soát âm thanh cực nhạy và tinh tế, giúp anh em có thể chơi những dòng nhạc sôi động, mạnh mẽ, tạo cho mình cảm giác hào hứng. Với công nghệ khả năng chống hú hoàn hảo, định hướng sóng cho micro, loại bỏ các tình trạng nhiễu sóng, giúp âm ly kiểm soát âm thanh tốt ở cường độ hoạt động âm thanh cực lớn mà ra loa không bị rè hoặc bị vỡ tiếng. Hỗ trợ giọng phát yếu, tăng khả năng hút âm cho micro dù để micro ở xa miệng. Giá hiện tại của em âm ly cao cấp này là 12.900.000 đồng, được bảo hành tận 24 tháng. Và anh em ơi, có rất nhiều phần quà hấp dẫn mà Video dành tặng cho anh em đó, bao gồm dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại
nhà trị giá 500.000 đồng, cẩm nang âm thanh VDA trị giá 300.000 đồng, bộ micro cao ớt M9 trị giá 1.2 triệu và chân đế micro trị giá 300.000 đồng, bộ chuyển Bluetooth AV trị giá 500.000 đồng và VDA giao hàng miễn phí tận nơi, hỗ trợ mua trả góp, hồ sơ cực kỳ nhanh, đổi trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm xảy ra lỗi do nhà sản xuất. Nhanh tay lên nào anh em ơi, chỉ còn 20 phần quà hấp dẫn dành cho anh em nào đặt hàng sớm nhất tại VDA. Còn chần chờ gì nữa, hãy để lại số điện thoại bên dưới comment hoặc gọi ngay đến số hotline 0902 799 186 để được nhân viên hỗ trợ. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của VDA đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.